Hello mọi người, ngày hôm nay quầy Pep sẽ làm clip đi hai la mê cùng anh chị em ở rừng nha mọi người nhá. Đấy thì ngày hôm nay là ngày đám cưới của em vợ nha mọi người, ngày mừng 2 tháng 12 mọi người. Thì ngày hôm nay mình hai la mê ở chỗ trong rừng nhá, để sáng mai thì tụ họp bên nhà trai nhà cái nha mọi người nhá. Đấy để nói chuyện. Bây giờ mình sẽ đi hay Lami ở trong rừng. Đây là nước ngọt trái Pepsi nha mọi người. Đây. Đang đi nha mọi người nhá. Đấy, ngày hôm nay thì hai Lami cùng với anh chị thì mình kiếm ở chỗ trong rừng nha mọi người. Mình không biết ở trong rừng có hay không chứ mọi người, tại vì mình đi thôi. Mình đi hai hôm nay thì sáng mai để bên nhà trai nhà cái để nói chuyện, để tình hình chính thức ngày đám cưới của em vợ nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi thôi mọi người. Đi mọi người, đến trên mong đi thôi. Chơi bà đạ không? Đến trên chơi bà đạ. Đang đi trên mong nha mọi người. Đi bao mau sang đây. Đây bị gì hay lắm mọi người nhé. Đây hay, đây trên mong luôn. Mẹ ơi!
thì khó quá. Thấy chưa mọi người, đây xe bị lên rồi mọi người. Đường này khó quá mọi người nhá. Ở chỗ đây nếu mà trời mưa thì chắc mình cũng đi được nha mọi người nhá. Tại hôm nay trời nắng mà đi vẫn lây nha mọi người. Ở đây thì có nước cho mọi người nhé. Nước á, cả nhà. Nếu mà mình rửa mắt chắc mát mọi người. Đây, lá mi đây. Chỗ đây lá mi nhiều quá mọi người nhé. Ý là mình sợ lá mi của người ta thôi. Nếu mà được thì mình hái được nha mọi người. Mình đi lấy cây chuối xong thì hái lá mi luôn. Đấy, ở chỗ đây cây chuối nhiều nha mọi người nhé. Mình sợ cây chuối của người ta thôi. Đây là chị Mập Mập chưa có người yêu ấy cả nhà. Đi được rồi mọi người. Đường chỗ đây nếu mà trời mưa thì mình lên xe không được nha mọi người. Tại hôm nay trời nắng rồi đi xuống nông vẫn khó nha mọi người nhá. Đấy, ở chỗ đây thì đất như này đi được, còn chỗ kia thì tại vì có nước đó mọi người. Sau như vậy thì lên xe nông khó. Ở chỗ trong rừng đây lá mi cũng rất là nhiều, không bao giờ thiếu cả nhà nhá. Mình kiếm cây nào lá mi non non thì mình hái, cây nào ra thì mình cũng hái được nha mọi người. Mình đi hái lá mi với cái chuối để sáng mai tụ họp bên nhà trai nhà cái mọi người, ngày đám cưới em vợ nha mọi người nhá. Ngày chính thức đám cưới là ngày 2 tháng 12, còn sáng mai là tụ họp ăn tiếp theo để nói chuyện bên nhà trai nhà cái để biết ngày chính thức ngày đám cưới cả nhà. Trái đầy đủ à? Ôi, trái đầy đủ đây à. Có cây thân cây trái đầy đủ là khác nha mọi người. Mình đã tới ở chòi nha mọi người. Chòi để về xíu chuẩn bị đi chắt cây chuối. Chắt cây chuối ở chỗ kia nha mọi người nha. Ở chỗ đây cây đu đủ thì rất là độc lạ nha mọi người. Cái lá thân cây thì màu đỏ nha mọi người nha. Còn cây trái thì cũng rất là nhiều. Ở chỗ đây cây bắp đẹp quá mọi người. Hôm bữa mình cũng cắt cây bắp ở chỗ đây cho mọi người. Tại vì bắp đây cũng mới trong hết cả nhà. Để mình sao với tiếp theo cũng rất là ngon nhé mọi người nhé. Cây già cây to cũng chặt hết nhé mọi người. Lỡ mình vô đây rồi mà cũng vất vả rồi á. Từ làng qua đây cũng là mới chục cây số luôn. Đây, cây hư như này mình cũng mang về hết cho mọi người nhé. Đấy, thương. Đây,
Ôi, chỗ đây mát mọi người. Mình vào trong cây chuối đây cũng rất là mát đấy mọi người nha. Còn chỗ đây là cây chuối chủ trong em vợ nha mọi người. Đây không phải là cây chuối của người ta đâu. Nếu mà cây chuối của người lạ thì mình không bao giờ chắt đi mọi người. Tại vì cây chuối chủ nhà thì mình chắt đi cũng được nhá. Ý là mình phải thông báo trước cho chủ nhà thôi, để chủ nhà biết đó mọi người. Còn đây là vợ nha mọi người, không biết nói gì luôn, cứ im miệng thôi. Nhiều khi người ta muốn nói mà không thèm nói mọi người. Nếu mà vợ nói á, người ta nói là đăng ký ủng hộ IFF nhiều, nhưng mà vợ không nói được. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ vắt cái chuối nha mọi người nhé. Mình vác cái chuối thì vác thấy chỗ xe con nông chỗ kia. Nếu mà ở chỗ đây chủ nhà không trong bắp thì mình phải chạy xe con nông tới chỗ đây mọi người. Tại vì chỗ đây trong bắp thì mình không lui được xe con nông nhá. Mình phải cố gắng vắt cái chuối thôi. Rồi, đi vào tiếp. Còn đây làm gì á? Bắp chuối làm gì? Mang về. Mang về để làm đồ ăn, để làm cái gì mình thích làm cả nhà nhá. Rồi, vặt tiếp mọi người. Mình vặt một cây thôi mọi người. Vặt hai cây không nổi á, tại vì mình vừa quay vừa vác khó mọi người. Làm gì á? Hai tay cây bắp làm gì? Vặt cây chuối. Cái này á? Cái này mình làm quay tin về mình cắt cái tay heo. Làm quay heo hả? Bắp quay tay heo. Nhiều rồi. Đi cắt tiếp hả? Đấy. Mình sẽ đi chắt cái chuối đây để xe cái mọc xe á mọi người. Để mình làm nhiều chứ mình chắc đây sơn nông thì chuẩn bị đi hái lá mì nhé mọi người. Rồi đi mọi người, đi hái lá mì thôi. Xe bị lây rồi mọi người, xe lây rồi.
cây bắp bắt rồi nha, không phải giờ cây chuối mà tự nhiên là nói cây bắp mọi người nha. Hái lá mì mọi người, tại vì ở chỗ đây lá mì thì toàn giả hết mọi người nhá. Tại vì mình kiếm lá mì non non mà nhưng mà cũng rất là khó, mình hái ra cũng được mọi người. Đầy bao rồi. Hết bao rồi là sao? Đấy, đầy bao đó mọi người. Tại vì sáng nay mình mang được 3 bao thôi. Hết bao thì mình không biết bỏ chỗ nào nữa mọi người. Đấy. Tại vì sáng mai nhiều người ta chơi nhau thì mình phải hái nhiều ấy để mình ăn lá mì mọi người. Đây là món đặc sản của người Tây Tây Nguyên đấy cả nhà. Rồi thì về thôi, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho bạn ơi.